Mua thua 3 trong 4 trận, Solskjaer được kêu gọi nhường chỗ chi Quỷ đỏ thua bẻ bàn Aston Villa ngay tại Old Trafford, vòng 6 ngoại hạng Anh. Lan sóng kêu gọi Solskjaer từ chức, chọn chi thay thế. Bàn thắng duy nhất của Courtney House ở phút 89, phản ánh rõ nét sự bất lực của Solskjaer trên ghế chỉ đạo, khi mua suốt cả thời gian rơi vào bế tắc, không thể tìm đường vào khung thành đối phương. Sự yên lặng của Ronaldo ở trận đấu này đưa quỷ đỏ trở lại thực tại với những vấn đề của họ. Trong đó, câu hỏi lớn nhất vẫn là khả năng cầm quân của Solskjaer. Bruno Fernandes đã hỏng penalty, dù tiếc cho mua nhưng nó chỉ điểm thêm cho một trận đấu mà thầy trò Solskjaer không xứng đáng vớt phát ngay cả một điểm. Và với việc trắng tay trước Aston Villa, mua đã để thua 3 trong 4 trận gần nhất, được trải đều ở cả ba đấu trường, từ cúp C1, League Cup đến Premier League. Lãnh đạo mua nổi tiếng là luôn có sự kiên nhẫn với các thuyền trưởng ngồi ghế nóng và khả năng với Solskjaer tiếp tục cũng không là ngoại lệ. Nhưng các phán thì không còn chịu nổi. Một số đã lên tiếng kêu gọi sa thải Solskjaer sau khi mua thua Aston Villa, với hashtag ô lưu trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Một phán huyệt tuyệt, một cầu thủ lớn, nhưng là một nhà cầm quân quá tệ. Mua hại sa thải Solskjaer để cứu lấy mùa giải. Và ô lưu tuyệt kêu gọi, nếu bạn nghĩ chúng ta sẽ chẳng giành được danh hiệu nào với On thì hãy On Out. Người khác nhã nhặn hơn, cảm ơn vì bàn thắng để đời ở chung kết cúp C1 năm 1999. Bạn vẫn là huyền thoại của quỷ đỏ, nhưng bạn phải rời ghế nóng mua thôi. Zidane đã được gọi tên thay Solskjaer, mua cần một khóa học đặc biệt về chiến thuật. Hãy đưa Zidane đến thay Solskjaer. Hai cảm ơn vì đã cải thiện đội hình, nhưng đến lúc mua cần một huấn luyện viên đẳng cấp hàng đầu và khôn ngoan hơn, kèm đó là hình ảnh Zidane. Ở mùa giải năm nay, Solskjaer được lãnh đạo mua hỗ trợ hết mình khi mang về những bản hợp đồng như nhà cầm quân này mong muốn, cho đồng Sancho, trung vệ đẳng cấp Rafael Varane, cũng như món quà bất ngờ mang tên Ronaldo. Nhưng với việc để thua 3 trong 4 trận gần nhất, tỷ lệ nhà cái cược sonskare sa thải tiếp tục tăng các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chu thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé